Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta quay trở lại câu chuyện của anh Cu Đen. Mới ngày hôm nay thì kênh Phương Văn nhận được một cái cuộc gọi điện thoại từ một khán giả bức xúc về câu chuyện này. Và một vị khán giả này cũng đã từng theo dõi câu chuyện của anh Randy, và khán giả muốn chia sẻ gửi gắm với tất cả cộng đồng mạng đôi điều. Sau đây Phương Văn xin phép chia sẻ cái đoạn ghi âm sau đây, và cũng được xin phép anh và xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện giữa Phương Văn và một vị khán giả gửi gắm đôi điều về câu chuyện của anh Randy và anh Cu Đen. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn. Đúng là bây giờ tìm mẹ, bây giờ mẹ nó đâu nữa còn. Rồi bà này mới không khó không sao đi, đi dưỡng nó, khi đau, khi ấm, thì hút cước, hút đáy nó, bữa nay nó bụi ơn người ta, chứ bó tay nó làm gì. Dạ, thì thực sự ra câu chuyện của anh Cu Đen thì cộng đồng mạng đang bức xúc về cái cách mà ảnh đối nhân xử thế cũng như là đối xử với người mẹ nuôi của mình. Dạ, anh nói thiệt mà, anh nói thiệt với em á, giờ cái người mẹ mà sinh ra mang nặng đế đau thì đồng ý cũng có nặng, cũng nặng, nhưng mà bây giờ chị sinh ra là chị bỏ mẹ, nếu mà không có cái bà này thì phải như kiến cắn chết đâu mẹ nó hầu nào ở đâu nữa mà còn nữa, cho nó qua Mỹ bỏ lên nó cưới ơn người ta. Dạ, thì bởi vì chính vì vậy cộng đồng mạng mới bức xúc về vấn đề đó, mà không biết ảnh là người trong cuộc thì ảnh không suy nghĩ như thế nào mà bây giờ ảnh lại có những hành động như thế đó, thì em cũng không hiểu nổi con người của ảnh như thế. Cũng chỉ nói với vấn đề trả dễ rồi, còn con vợ của nó nữa, con vợ của nó coi như là bao trùm cho nó, nói rồi là nếu không có bà mẹ này nuôi thì còn bà mẹ khác nuôi chó đẻ. Dạ. Mẹ tôi bực bội của người ta. Anh nghe cái chuyện đó là bất xúc rồi. Chồng sao thì vợ cũng vậy, nếu không người này nuôi thì cũng người khác nuôi, ví dụ như người khác lại nuôi thì cũng phải công ơn của mẹ nuôi chứ, người nào nuôi thì cũng phải công sức. Thế sao? Em đề đặt trường hợp bây giờ là coi như nếu không có bà mẹ nuôi thì coi như anh nóng lên tới giờ ngày hôm nay. Dạ. Không có mẹ nuôi đó, thì chắc cũng đã chết đâu mất rồi, chứ không còn rồi để ai nuôi mà làm như vậy. Thật sự ra mình có hình hài như ngày hôm nay thì công đẻ của mẹ mình, nhưng mà công nuôi của phụng dưỡng của một người mẹ nuôi 9-10 tuổi mà chẳng lẽ không nhớ về cái gốc gác của mình, nhớ về những cái gì mà mình làm ở thời thơ ấu của mình chứ, mình phải nhớ chứ. 10 tuổi về không nhớ sao? Đây này, bây giờ anh kể cho em nghe, rõ cho em nghe nè. Ở đây chỗ nhà anh á, là phải ở anh ở Mũi Né, ở sát bên nhà anh đây này, có một thằng này này, nó cũng là con nuôi. Mà mẹ cha nó thì chết đầu nè, rồi bây giờ bà chị ruột của nó, rồi bà chị thẳng thắn là bà chị ruột của nó đó, là coi như là rồi nhìn nhận nó là em ruột. Nó trả lời một câu, nó nói nếu mà không có mẹ tôi lấy gì tôi nuôi, tôi còn sống mà bà nhìn mà nhận bữa nay là coi như là tôi không có chị với em vậy, trời tôi sống mình tôi và cha mẹ tôi chết tội rồi. Nó nói còn nói á. Dạ. Hỏi gì giờ coi như là bà chị dù phải đau không? Dạ. Thì ai cũng phải nhớ đến cái công ơn của mình. Vậy thì sao? Bây giờ là coi như bây giờ cứ nói chung ra thì bây giờ theo như nó có tình nghĩa tình cảm đối xử cho hai người mẹ, bây giờ mẹ nào cũng mẹ thôi. Bây giờ là không nói theo như người ta, bây giờ nó theo bà mẹ nuôi đi, bà mẹ nuôi rồi nó về nó hỏi nguyên nhân như thế nào, cái lúc còn nhỏ bà mẹ nuôi nói ra sao, rồi bà mẹ nuôi có biết mẹ ruột mẹ đẻ của nó hay không, thì bà có trả lời ai mà coi như nó ngầu nó nói gì có con đi đi con cháu người ngoại của bà mẹ già đó. Dạ. Cũng tội nghiệp cho nó cũng là cháu nuôi. Dạ. Mẹ nó cũng là con nuôi mà nó giờ nó là cháu nuôi thì bây giờ nó biết ơn công như ơn sinh dưỡng của mẹ của bà mẹ nuôi coi như là như mẹ nó. Rồi đến khi mà mẹ nó qua đời rồi giờ còn lại nó thì nó là coi như là coi như bà ngoại ruột của nó, nó cũng lo phụng dưỡng cho bà. Dạ. Chứ đâu có phải nó bỏ bả đâu. Mà cái thằng này sau lại cái thằng nó kêu ông bạc nghĩa mày ăn cháo đá bác lại chứ. Dạ. Thì anh thấy là một người mẹ nuôi hai đứa con nuôi là anh Cu Đen và mẹ của Benny.
Thì hai người đều con nuôi cả, mà tại sao bé đi giờ này mà phụng dưỡng bà ngoại như thế? Mà ảnh, anh cu đen, anh già rồi, anh lớn rồi, anh sang Mỹ rồi, mà anh hổng nghĩ lại cái tình, cái nghĩa mà nuôi như vậy. Bởi vì cộng đồng mạng mọi người mới bức xúc như anh vậy đó, anh cũng bức xúc rồi đó. Anh đại diện cho một số người cộng đồng bức xúc là đúng đó. Hả? Anh có nói với ba với gia đình của bà, vợ của anh á, anh nói rồi. Và con bé con của anh á, rồi nó nói cái kiểu này là coi như cái thằng quỷ đó chơi nhận cái đầu nó xuống nước cho nó uống nước cho nó sình dục chết cha nó luôn á. Nó không phải nó con nói là nó bức xúc vậy thôi, chứ được bây giờ là cộng đồng mạng người ta đang lên án nó rồi, không sao đâu. Dạ. Anh nghĩ cái bức xúc được á. Ai ai cũng bức xúc với câu chuyện này hết anh Hùng à. Tại vì cái chuyện làm không đúng thì anh cu đen này ảnh giả một cái nick khác, cứ nghĩ là ảnh đi, ảnh đi vòng vòng kênh nào mà lên án là bắt đầu ảnh vô anh bình luận, anh chỉ trích lại. Giống như kênh của em thì ảnh nói là em đâu có liên quan gì đâu mà em phải nói tới cái chuyện đó. Rồi là anh Benny đã dụ các youtuber này kia nọ. Ủa đâu có ai dụ được ai đâu anh, cái chuyện cộng đồng rồi bây giờ đâu có giấu kín được đâu mà nói là không liên quan. Ở đây thuộc về cộng đồng mạng rồi, ai cũng có quyền bình luận, ai cũng có quyền phân tích và chia sẻ hết. Tại vì đâu có phải giấu kín nữa đâu mà kêu là không được quyền nói, không được quyền bình luận. Bởi vậy, chứ bây giờ là coi như á, là thì thôi bây giờ cái chuyện đó bỏ qua đây để cho anh em người ta làm trên cộng đồng mạng rồi tất cả các nước rồi coi như trong khắp thế giới người ta coi như ta làm gì về bảo vệ như thế nào. Còn bây giờ là coi như anh mong muốn như thế này này em xung quanh này. Dạ. Vậy gắng cố gắng coi nói về đây này với lại tất cả các anh em mà làm YouTube á, và coi như coi gắng cố gắng để giúp đỡ dùng cho ca sĩ ra đi là chồng quốc tuấn á. Vậy gắng cố gắng tìm tạo nó. Dạ. Tuy rằng vậy chứ mình không phải là máu mủ, nhưng mà mình thấy cái thương xót cái hoàn cảnh coi như là mấy chục năm nay mà coi như tìm không ra được người thân của bên ngoài thôi chứ. Dạ. Thì thật sự ra cái hai câu chuyện của anh cu đen cũng người Mỹ Lai, anh Randy cũng vậy, nhưng mà tại sao cộng đồng thương anh Randy phải nói là thương từ những cái nhỏ nhặt nhất, những cái hành động của anh Randy, mà bây giờ cộng đồng mạng vẫn thương yêu anh Randy đó. Thì anh em cũng hỗ trợ thông tin, tìm kiếm hết khả năng của mình, có thông tin nào là anh em sẽ hỗ trợ giúp đỡ thôi. Dạ. Có phải cái gì á, nhà em nếu mà anh ở xa ở Mỹ Né rồi thì coi như là anh cứ theo dõi là theo dõi, còn cái vấn đề mà được hay không được, được coi như nếu mà được thì nhờ em là coi như là thông báo rồi chuyện đã báo lại kênh cho anh mừng cho coi như anh cũng thắp nhanh cầu nguyện coi như là cho ca sĩ ra đi đó. Dạ. Để tìm được cái người thân, học bây giờ mẹ có chết đi chăng nữa cũng còn em hoặc là chị gì đó hay là anh gì đó cũng được. Dạ. Anh cũng cái lời gửi gắm của anh với khán giả như thế này, rồi nếu như em chia sẻ cái đoạn video, cái đoạn ghi âm này lên cộng đồng mạng để cho mọi người biết là anh chia sẻ như vậy, anh có đồng ý không? Anh đồng ý, cái này là coi cho là anh ok 100% luôn chứ đừng có 100% nữa. Dạ, thì thôi anh bây giờ anh chia sẻ gì với khán giả luôn đi, em có cái ghi âm cái đoạn này đó, anh chia sẻ gì với gửi gắm với khán giả luôn. Dạ. Rồi, thì bây giờ như thế này, bây giờ thì anh cũng còn mong nhất là coi như là điều mong ước của anh là để tìm gặp được coi như là người thân của mẹ của ca sĩ ra đi là tên là Trần Quốc Tuấn đó. Dạ. Là được cộng đồng mạng cùng tất cả các coi như bà con anh chị em cô bác quý vị gì đó là coi như là ủng hộ cho ca sĩ để tìm được người thân, dù cho người mẹ có mất thì cũng còn lại của người thân của bên ngoại hoặc là cậu gì gì đó. Dạ. Và thứ nhất, điều thứ hai nữa là anh phản ảnh về cái vấn đề là cu đen. Dạ. Là coi như bây giờ là cu đen đó là coi như là một người coi như là ăn cháo đá vác, coi như là sống coi như là không có tình người, như một con thú vật, như một con chó, con mèo gì thôi chứ làm gì. Người ta nói là con chó nó còn biết ơn, nuôi nó từ nhỏ đó lớn nó còn biết ơn, nó còn nhớ về cái cảnh cũ làng xưa, về coi như là chủ nhà nó còn về được nó mừng. À, cái thằng này nó không biết tới ai thì tôi tức nhiên coi như là hãy xóa bỏ nó đi, cho ra khỏi cộng đồng đi. Dạ. Thì mong anh coi như là em là coi như làm giùm cho anh cái vấn đề này.
Dạ. À, kể cả tôi nghe lời con vợ nó luôn, dù đâu là coi như là ở nước mập bậy mẹ cho nó ra khỏi cộng đồng, ra khỏi xã hội, cho ra ngoài xã hội luôn, chứ không có cho nó vui trong cái xã hội của mình. Đó, anh chỉ mong muốn gì đâu. Dạ. Thì thôi là cuối cùng là anh cũng cầu chúc cho tất cả các anh em bà con cô bác xa gần khắp trên thế giới, cũng có coi như là trong và ngoài nước, một ngày vui vẻ và ấm áp, và là một coi như là chúc gia đình của em cũng như là thành công trong cái năm dần này, rồi coi như là phát tài đó, chỉ có nhiều đó thôi. Dạ em coi như là thông cảm. Dạ em xin đại diện tất cả các anh em YouTube cũng như là cộng đồng mạng xin chân thành cảm ơn anh. Anh là một vị khán giả thường xuyên theo dõi kênh Phương Văn cũng như là một số kênh khác. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay anh Hùng ở Phan Thiết, phường Mũi Né Phan Thiết, thì ảnh vô cùng bức xúc trong cái câu chuyện của anh Cu Đen, và đồng thời ảnh rất là thương anh Randy. Ảnh vừa rồi chia sẻ thì mong tất cả quý vị khán giả theo dõi cái video này cũng như là cái lời cầu chúc của anh Hùng để cho tất cả mọi người có những cái thông tin hỗ trợ anh Randy, và chúc tất cả mọi người đều bình an vui vẻ. Rồi em chân thành cảm ơn anh Hùng rất là nhiều nha, một khán giả. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Bây giờ là chúc tất cả, nhờ em gửi lời cho anh, gửi lời thăm coi như là chúc vĩ đồ luôn. À, dạ. Nhớ vậy nha em. Dạ. À. Rồi, cảm ơn anh Hùng nha. Dạ, chào anh Hùng. Nào anh em nói chuyện sau nha. Dạ. Rồi, chào anh Hùng. Dạ, chào quý khán giả. Dạ, tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau. Dạ.